gần 100 triệu đồng mỗi mét vuông đất quanh nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Đất mặt tiền đường kênh nước đen, đoạn đi ngang qua khu nghĩa trang lớn nhất Sài Gòn có mức giao dịch cao nhất 97 triệu đồng mỗi mét vuông. Công ty trách nhiệm hữu hạn Gạch Vàng vừa công bố báo cáo diễn biến giá đất các tuyến đường đất đỏ nhất dẫn về nghĩa trang Bình Hưng Hòa 6 tháng qua. Dẫn đầu top 5 tuyến phố có giá cao nhất bao quanh khu mộ lớn này là mặt tiền đường kênh nước đen thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, giao dịch ở mức giá 96,97 triệu đồng mỗi mét vuông giá đất tại đây đã bất ngờ tăng 157%, gấp 2,5 lần so với đầu năm 2017. Hồi tháng 1 giá đất mặt tiền đường cây nước đen chỉ ở ngưỡng 37,72 triệu đồng mỗi mét vuông. Giai đoạn tăng vọt mạnh nhất là vào đầu quý 2, chung với đỉnh điểm cơn sốt đất tại thành phố Hồ Chí Minh. Giá đất tuyến phố này hồi tháng 3 ghi nhận từ 55,55 ,55 triệu đồng mỗi mét vuông sang tháng 4 đã vọt lên 96,97 triệu đồng và duy trì mốc này đến tháng 6 năm 2017. Trong khi đó, Đất mặt đường gò dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, đoạn giao với đường Bình Long, tiếp giáp nghĩa trang cũng đất đỏ không kém, mua bán ở mức 90,85 triệu đồng mỗi mét vuông, xếp vị trí thứ hai. Mức giá này đã tăng 42% so với đầu năm. Vị trí thứ ba thuộc về đường Dương Văn Dương, quận Tân Phú, nằm song song với đường Bình Long, chạy dọc theo chiều dài của khu mộ lớn nhất Sài Gòn, có giá 82,1 triệu đồng mỗi mét vuông, tăng 49% so với tháng 1 năm 2017. Theo sau là đường Đỗ Thừa Luông, đoạn ngã ba tiếp giáp với Nghĩa Trang có giá 70,55 triệu đồng mỗi mét vuông tăng 32%. Xếp cuối vị trí top 5 là đường Tân Kỳ Tân Quý ghi nhận giá 70,31 triệu đồng mỗi mét vuông tăng 35%. Những tuyến đường còn lại tiếp giáp hoặc dẫn về Nghĩa Trang gồm Tân Hương, ấp Chiến Lược, Bình Long, bờ bao Tân Thắng có giá đất dao động quanh ngưỡng 53 đến 69 triệu đồng mỗi mét vuông. Gạch vàng cho biết, trong hai quý đầu năm bất động sản gần khu vực Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa liên tục tăng mạnh. Giá đất bình quân toàn khu vực này đã nhích từ 49,85 triệu đồng mỗi mét vuông lên 66,2 triệu đồng, tỷ lệ tăng giá 33%. Theo đánh giá của đơn vị này, nửa đầu năm 2017 giá đất quận Bình Tân và Tân Phú thuộc khu Tây Sài Gòn, trong đó có khu Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa đã leo thang do tác động của cơn sốt đất lan rộng khắp thành phố. Trong thời gian tới, nếu dự án di rời khu mộ lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện đúng quy hoạch hoặc đón nhận nhiều thông tin tích cực có thể đẩy mặt bằng giá đất tại đây tiếp tục tăng lên. Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa cách khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 12 km, lấy cột mốc từ chợ Bến Thành. Dự án di rời khu mộ lớn nhất Sài Gòn gồm 3 giai đoạn sẽ cải tạo môi trường sống của khoảng hơn 300.000 dân tại khu vực tiếp giáp Nghĩa Trang, gồm phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A quận Bình Tân và phường Tân Quý, Sơn Kỳ, Phú Thọ Hòa quận Tân Phú. Tổng số mộ và kim tỉnh sẽ di rời tại Nghĩa Trang là 69.220 mộ. Diện tích đất di rời là 44 ha. Tổng kinh phí cho dự án này lên đến gần 2.500 tỷ đồng. Dự kiến thành phố sẽ đấu giá 18 ha đất khu dân cư, phức hợp và thương mại với giá khởi điểm 15 triệu đồng mỗi mét vuông để bù kinh phí đã ứng trước và thực hiện các giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn 1 của dự án cải tạo 12,9 ha, tổng vốn đầu tư 784,56 tỷ đồng, Thời gian thực hiện năm 2011 đến 2017. Giai đoạn 2 dự kiến triển khai năm 2017 đến 2019, quy mô 11,54 ha, kinh phí 749,6 tỷ đồng. Giai đoạn 3 sẽ hoàn thành từ 2018 đến 2020 trên diện tích đất 20,158 ha, nguồn kinh phí ước tính 948 tỷ đồng.